Sớm mình đi ra chợ mình gặp má heo á. Hấp dẫn không mọi người? Này mình mua má heo nướng nha. Đây là gao. Mình sẽ thưởng thức review cho này anh em. Ngon cả nào, đỉnh cái nào nha. Thì nói chung ra nay mình chỉ làm món ăn vậy thôi mọi người. Là mình mua là hai một má này đó là tổng cộng là 100 ngàn mọi người. Mình mua thử ăn ngon không nha, có gì mình review cho cô chú chị xem nha. Thì anh em mời cô chú anh chị dùng cho mình nha. Này có ớt cay, nói chung cái này nó cũng cái đồ nướng ướp bình thường không à. Thì có nước chấm này nè, có nước chấm thôi. Thưởng thức ăn, mình thưởng thức ăn hết cái này luôn mọi người. Gâm. Này có gâm.